Trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều loại vitamin E như là E của Nga, E của Mỹ. Tại sao ông lại giới thiệu với chị về cái dòng vitamin E của Úc này? Nó có những cái đặc điểm, những cái ưu điểm gì so với những dòng E trên? Thì mời mọi người cùng dành thời gian đón xem video. Mọi người thường xem ở trên mạng, bây giờ vào Google, YouTube thì gõ từ vitamin E thì ra những cái dòng sản phẩm E của Nga này, Mizola hay là E của Gentiva. Thì mọi người nhầm tưởng đây là cái sản phẩm tốt nhất thị trường, nhưng không phải. Một cái dòng sản phẩm mà ít người biết đến, chỉ những chị mà thông thạo về những dòng sản phẩm của Úc, của Mỹ thì mới để ý đến, đấy là dòng vitamin E của Blackmore này. Nó có một cái công dụng tuyệt vời, vượt trội so với những dòng E thị trường. Trên tay em đang cầm đây là một cái lọ vitamin E của Úc, thì em để gần lại để cho mọi người cùng nhìn cụ thể về cái sản phẩm này. Thì sản phẩm này nó có những cái điểm gì đặc biệt? Thì sản phẩm này nó là thuộc hãng Blackmore, là một trong những cái thương hiệu nổi tiếng của Úc. Blackmore thì có rất là nhiều cái dòng thực phẩm chăm sóc sức khỏe, bổ sung sức khỏe như là vitamin E này, sữa ông chúa hay là collagen, hay là một số cái dòng sản phẩm là tinh chất hoa anh thảo và bổ sung vitamin cho cả nam và nữ. Đây là cái dòng sản phẩm nội địa thì có những cái đặc điểm như thế này. Đây là cái dòng vitamin E là 1000 IU. Nó được chiết xuất từ hoa anh thảo. Mọi thông tin ở trên này thì đều bằng tiếng Anh. Đây là các chị có thể nhìn kỹ đây ạ. Đây là mã vạch của sản phẩm. Sản phẩm này có mã vạch là 934 và cái hạn sử dụng của nó là 16 tháng 7 năm 2023. Đây là một mặt đáy của sản phẩm. Đây là mặt trên, có ghi những cái thông tin, sờ tay vào đây có độ vỡ, được dập nổi mọi người nhé. Thì cái sản phẩm này nó có hàm lượng E nó khá là cao, 670mg. Còn những cái E Nga mà em chia sẻ, một cái loại E Nga này thì hàm lượng của nó là 270mg thôi. Và dòng E này bây giờ khá là rẻ, ít người sử dụng đến vì chất lượng nó không được cao cho lắm. 270 cao nhất của cái dòng vitamin E của Nga thì là cái lọ này là lọ Gentiva, thì cái hàm lượng của nó chỉ rơi động vào khoảng độ 400mg là cao nhất. Cái lọ này, cái hãng Gentiva này có 100, 200 và 400, thường mọi người sử dụng là 400mg. Còn cái hàm lượng của Blackmore này nó là 670mg, được chiết xuất từ tinh chất dầu hoa anh thảo, nên là đây là một trong những sản phẩm là cao cấp mà bên em chia sẻ cho khách hàng tại sao là các chị nên sử dụng cái dòng E này. Sản phẩm này nó có những công dụng như thế nào đối với sức khỏe? Em chia sẻ là vitamin E nó có một cái công dụng rất là lớn đối với là cơ thể. Chị em nếu mà bổ sung thiếu cái vitamin E và khi đấy thì nó có những cái biểu hiện da của mình nó khô đi và có những cái dấu hiệu lão hóa. Khi đấy thì các chị nên bổ sung cái vitamin E đều đặn, thì nó sẽ giúp cho là cái nội tiết tố của chị em nó được cân bằng, giảm đi stress. Hai nữa là da nó trở nên là căng bóng, mịn màng hơn. Đặc biệt ấy, thì với những người mà bị cao huyết áp hay là có cái lượng là cholesterol ở trong máu cao thì có thể là sử dụng cái vitamin E này, nó sẽ giúp là giảm cái lượng cholesterol ở trong máu, ổn định tim mạch và giảm mỡ máu rất là tốt. Đối với chị em mà bị u sơ, u nang thì hạn chế uống những cái vitamin E có chiết xuất từ đậu nành như E, DHC mà chuyển sang những cái dòng E của tinh chất dầu hoa anh thảo này thì rất là tốt. Và cái sản phẩm này thì không chỉ dành cho các chị em đâu, mà có thể là các anh em nam giới cũng đều sử dụng được. Những người lớn tuổi đang cần cái lượng vitamin E để giảm cái lượng cholesterol trong máu đều dùng được. Và cái hàm lượng của nó khá là cao và được chiết xuất từ tinh chất dầu anh thảo chứ không phải là từ đậu nành, nên là anh em, mọi người đàn ông sử dụng cũng không lo ngại các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, các vấn đề về sinh lý. Một hộp này của nó là 30 viên. Vậy thì uống làm sao cho nó hiệu quả? Thì vitamin E nó rất là tốt, nhưng mà một cái điều là mọi người uống quá nhiều thì sẽ dẫn đến những cái phản ứng phụ hoặc là thừa thãi thì không tốt. Vì vậy thì một trong những viên vitamin E Blackmore này nó chiếm là 670mg. Mỗi ngày thì mọi người chỉ nên uống một viên. Một viên E này nó hàm lượng cao gấp 2-3 lần vitamin E của Nga hoặc là một số cái dòng E trên thị trường. Vì vậy mọi người chỉ cần uống một viên một ngày và mọi người uống liên tục cho em trong vòng 2-3 tháng. Sau đó thì mọi người nghỉ khoảng 1-2 tháng rồi bắt đầu mới uống lại. Tránh trường hợp là uống liền quá nhiều thì nó sẽ gây nên hiện tượng là thừa vitamin E, thì cái hàm lượng của nó khá là cao. Nhiều chị em băn khoăn là cái sản phẩm này nó tốt như vậy
cao cấp như vậy thì giá của nó có quá đắt không, có phù hợp với mình hay không. Thì em chia sẻ tại sao ở thị trường hiện nay ấy, thì cùng một cái loại vitamin E, cùng bổ sung vitamin E mà là E của Nga, chẳng hạn như cái lọ Gentiva này, cái giá của nó chỉ có khoảng mấy chục nghìn thôi, có thể mua 50, 70 hoặc là 90. Hoặc là cái lọ Gentiva này mọi người mua chỉ có 180, 200, 250, thì giá thành của nó rẻ như vậy. Mà cái viên Blackmore hàm lượng của nó cao như vậy thì giá của nó như thế nào, có đắt không ạ? Thì một cái lọ em đang cầm ở trên tay này thì giá của nó dao động khoảng 300 cho đến 400 nghìn, tùy từng nơi bán và tùy từng đợt sell off hoặc là từng đợt mà tỷ giá lên xuống ở bên Úc so với là Việt Nam, thì giá của nó dao động khoảng 300 cho đến 400 nghìn một lọ như thế này. Một hộp này 30 viên, mọi người uống trong vòng 1 tháng thì vị chi 1 tháng mọi người sử dụng vitamin E cái hàm lượng nó cao vậy, 670mg mà hết có 300 cho đến 400 nghìn, giá thành là tương đối là hợp lý so với là những cái sản phẩm khác. Và đặc biệt đây là hàng nội địa của Úc, chất lượng của nó thì rất là tốt nên là mọi người yên tâm. Nhiều chị có băn khoăn là ngoài sử dụng cái vitamin E này ra thì có nên bổ sung thêm những cái dòng sản phẩm khác hay không. Thì em cũng chia sẻ rồi, vitamin E này thì mọi người uống quá nhiều thì không tốt, vì vậy là mọi người nên bổ sung thêm những cái dòng sản phẩm khác, tránh là bổ sung quá nhiều vitamin E. Nhiều chị là da bị khô hay là tóc bị gãy rụng nên là được nhiều nơi quảng cáo là uống vitamin E thường xuyên, uống đều liên tục thì da sẽ tốt, tóc sẽ bớt khô gãy rụng. Nhưng mà em chia sẻ vừa rồi là nên uống có định kỳ, uống đủ liều lượng. Ngoài ra thì các chị ngoài bổ sung cái vitamin E này ra thì nên bổ sung thêm cho em những dòng sản phẩm khác như em chia sẻ dưới đây. Mọi người có thể tham khảo đến cái dòng sản phẩm này là tinh chất dầu hoa anh thảo với hàm lượng là 1000mg, một hộp này là 190 viên. Hàng này cũng là hàng của Blackmore, cùng hãng với cái dòng vitamin E này Blackmore. Đây là hàng của Úc, được chiết xuất từ hoa anh thảo nên là hàm lượng của nó khá cao và chất lượng, phù hợp cho những chị mà có cái dấu hiệu là rối loạn nội tiết tố hay là bị mụn nhọt nóng cơ thể thì các chị nên tham khảo dòng sản phẩm này. Ngoài ra thì để tốt hơn thì các chị có thể tham khảo thêm những cái dòng collagen là collagen NeoCell của Mỹ, lọ này là 120 viên, nhưng thường có lọ là 250 viên để được rất là nhiều người thì thường sử dụng. Và một cái dòng là collagen Zutari bổ sung xương khớp rất là tốt, sản phẩm này rất là đình đám ở Mỹ. Đây là những sản phẩm chất lượng mà chia sẻ với chị. Có một số chị thì muốn quan tâm về Blackmore thì bảo là bây giờ dùng rồi thì gia đình mình, nam giới, chồng con mình thì sử dụng cái loại nào, thì em chia sẻ đây là một cái dòng sản phẩm Blackmore multivitamin dành cho nam giới. Sản phẩm này cũng rất là tốt, tổng hợp bổ sung vitamin, mọi người có thể tham khảo mua cho người thân trong gia đình. Còn những ai mà gặp những cái vấn đề về tim mạch, huyết áp thì có thể là tham khảo thêm cái dòng sản phẩm của Natumed, đấy là fish oil omega 3 với hàm lượng là 1200mg, một hộp này là 200 viên, được chiết xuất từ omega 3 của cá và các acid amin rất là tốt. Đây là những sản phẩm mà chất lượng, được nhiều người sử dụng, em có làm review cho mọi người. Nếu mà mọi người cần tham khảo thêm những dòng sản phẩm của Blackmore hay là tất cả những dòng sản phẩm về chăm sóc sức khỏe, làm đẹp thì có thể liên hệ trực tiếp bên em theo số điện thoại là 0985 229900, hoặc là mọi người có thể là truy cập vào website hoacongty.vn để cập nhật những cái sản phẩm, những cái chương trình khuyến mại của shop. Bên em cam kết chỉ mang đến cho các chị những sản phẩm chất lượng, uy tín lâu năm, không bán những sản phẩm giá rẻ, hàng kém chất lượng, nên là mọi người yên tâm. Cảm ơn mọi người đã dành cái thời gian lắng nghe cái video này của em. Để ủng hộ kênh thì mọi người ấn like và ấn chia sẻ, thì mọi người có thể ấn đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo.